May hả bưởi? May hả bưởi? Không chết á. Thằng kia có khi nó chạy nhanh nhé. Đấy, nó gần chết là nó sẽ chạy nhanh. May hả bưởi? Rồi. Từ từ á. Đang hồi mà la. May hả bưởi? May, ai da, ai da. Sao lại bị nhé? Chạy kiểu gì? May hả bưởi? May hả bưởi? Con bé kia làm sao kia? Bị điên à? Thôi kệ. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series con game 7 Days to Die ở phiên bản Alpha 21 nhé. Bây giờ nó đang là 4 giờ. Ok, mình sẽ trèo lên thôi. Lấy luôn cái này. Làm cái cầu thang để lên á. Mình sẽ đi làm nhiệm vụ ngay nhé các bạn. Sau khi cất đá xong mình sẽ đi làm nhiệm vụ ngay. Ngay và luôn. Đây à. Có zoom ạ. Đây, thế này, thử búa thôi. May hả bưởi? May hả bưởi? Đây mình sẽ đặt cái này ở đây để đánh dấu. Quên mất pha một ít cái này để chế tạo một cái bell ở gần đây. Đặt cái bell ở gần nhà các bạn. Đấy. Sau đó cất đồ đi và lên đường thôi. Đến giai đoạn này thì mình cũng rồi. Cất đồ. Nước đang hơi bẩn. Chưa lấu được. Cây này, cái này thì vẫn cứ cầm. Đang có 6.000, mình đã kiếm được 6.000 viên đá. Thoải mái đá rồi. Gỗ thì tạm thời này đã. Ok, và đi lên phía trước. Đấy, thật nhanh. Nói chung là hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm tầm khoảng 3-4 cái nhiệm vụ. Chắc là thừa sức là 3-4 cái nhiệm vụ. Hôm qua làm được 2 cái. Thì hôm nay chắc chắn là sẽ làm được nhiều hơn. Mình cố gắng hoàn thành 10 cái nhiệm vụ đầu tiên nhé các bạn. Nói chung là các bạn cần hoàn thành 10 cái nhiệm vụ đầu tiên. Đấy, đói rất là nhanh luôn. Bởi vì có 10 cái nhiệm vụ đầu tiên có thể các bạn sẽ có hoàn thành, các bạn sẽ nhận được một cái Q2 và có thể nhận được xe đạp chia liếc gì đấy. Đấy là cái đợt trước thôi, còn bây giờ không biết cái phiên bản mới này thì nó sẽ tính như làm bao nhiêu nhiệm vụ thì mình không biết. Thì mình sẽ cố gắng mình chơi mình xem là nó tầm bao nhiêu, nhưng mình cố gắng mình cứ làm 10 cái nhiệm vụ đã. Rồi tính sau. Nhận luôn. Tìm cách đây có 8 mét thôi, cho nên là nó ở cửa ngay đầu đây. Đóng cửa vào một tí. Xem có zoom ở đâu. Đây. Ây da. Ây da. Nằm xuống. Ây da. Sao ở đâu ấy, thằng này chạy nhanh thế. À nó chạy ạ. Chạy được à. May hả bưởi? Nói chung là mình cũng không sợ lắm. May hả bưởi? Chạy nhanh vào. Bộ một phát vào đầu. May hả bưởi? May hả bưởi? May hả bưởi? Ok. Lại còn không đi. Cửa đóng vào. Đây có rất nhiều sách. Khá ngon. Mình cần học sách liên tội. Cái này là cái gì đấy? Không thèm đọc luôn, cứ học đã. Đọc sau các bạn. Ở đây có zoom không? Mình học được công thức chế trà. Chưa lút được một cái ấy nào. Cà phê không lút được ạ. Vào cái gian bếp nhưng mà chưa lút được một cái gì gọi là ra hồn. Mình đang cần một cái lồi. À quên, đây đây đây. Cách đây 7-8 mét. Ở đây. Chắc là cửa này. Cửa này sao? Chắc chắn có hàng.
Rồi. May hả bưởi? May hả bưởi? Thêm một quả nữa thôi. May hả bưởi? Quần áo này. Có cái kính ngon luôn. Tạm thời đã. Đây lấy có cái kính này đeo vào cộng một cái gì đấy. Farm luôn nha các bạn. Sớm muộn thì mình cũng phải farm thôi, cho nên là mình cứ farm trước. Rồi. Tiếp một cái áo nữa không? Có một cái giày. Không ngon lắm nhưng mà thôi tạm. Đây rồi. Tầng trên là có đồ. Đốt đốt không đốt được. Hay là may hả bưởi bò đâu à? May hả bưởi, may hả bưởi, may hả bưởi. Ai là không được, không được, không được, không được, không được. Từ từ đã, chờ nó xuống. May hả bưởi, may hả bưởi. Còn một thằng này nữa. Thằng này thì một đập nữa là chết. Một đập nữa là chết. Nói chung là chơi cái này thì mạnh nhưng mà cũng hơi tốn mana một tí. Mình đang tăng một điểm rồi. Chưa tìm thấy. À đây. Có thêm một cái ấy ạ. Có thuốc. Cái này để phá cũng nhanh. Ok. Ăn luôn nha các bạn. Có mũ này. Cái này hủy đi này. Có găng tay này. Ok. Xong. Có áo giáp rồi. Cái này mình sẽ chế thành cái đất này thôi. Có bột ngô. Ăn thêm cái này nữa đi. Cái này chưa cần trồng. Cái này cũng chưa cần trồng. Cái mũi tên này cũng không cần. Cốt bâu này thì hủy đi xem nào. Hủy đi được sắt ạ. Cà phê cà phiếc là mình cũng không cần. Không quan trọng. Đây nó sẽ cho mình 100 viên đạn. Một cái mốt. Cộng 1.500 gỗ cũng khá ngon. Cái này cho mình sách. Cho mình 100 viên đạn thì cũng khá là ngon nhé. Mình cứ lấy đạn thôi. Tiếp tục một cái nhiệm vụ 300m. Ok luôn. Thế thì ngon rồi. Nên nó cũng phải làm nhiệm vụ thật nhanh. Rồi mở cửa ra. Vào có thằng nào. Ây da. Nằm xuống luôn. Sao ở trong đây gọi là sương mù thế. Sao lại tôi. Sao lại sương mù thế nhỉ. Sách học đã. Rồi mình có thể. Cái này hủy đi nhá. Cái này hủy đi này. Sao ở đây sương mù như kiểu là trời tuyết đi. Thế là thế nào. Mình sẽ đóng cái cửa này. Từ từ đi vào đây xem nào. Ây à. May hả bưởi. May hả bưởi. May hả bưởi. Kia có hàng. Nhảy xuống đây. Đây là giống như kiểu một cái nhà sách. May hả bưởi. Đi nhanh nhanh lên. Rồi nhặt mấy cái này hủy đi nha các bạn. Nó cũng là đất cả, đỡ phải đào. Đây có sách ạ. À có một cái để chế tạo cái lửa. Ok luôn, có cái quần mặc luôn. Vứt cái quần này đi. Có xác khá nhiều. Ôi ôi. Ây da, may hả bưởi, may, may hả bưởi, chết rồi, may hả bưởi, ây da, chưa chết ạ, ui nó chạy nhanh, nó chạy nhanh, nó chạy nhanh, vãi cả đái, từ từ, may hả bưởi, nó lại chạy nhanh thế,
này khá là dị, không ấy được. Thôi chắc là lên trên thôi, chỗ này thì cũng không có cái gì cả, mình lên trên cái là xong. Vào trong đây cũng là mất thời gian, nó là ở trên nhà này rồi. Chỗ này thì ôi giời, thế mới đau không chết ạ. Rồi nằm xuống nhé, phải bắn vào đầu nó mới chết nhé. May hả bưởi, may hả bưởi, từ từ đã, may hả bưởi, may hả bưởi. Ây à, nó chạy nhanh, nó chạy nhanh ấy. Nó chạy nhanh. Ây à, chưa chết ạ. Nó chạy nhanh ạ. Bọn zoom này, bọn zoom này khỏe phết đấy. Nó lại gây bất ngờ với mình. Rồi chỗ này cũng là cái chỗ ấy luôn ạ, cất hòm đồ. Phá luôn cái này ra. Có được một cái này, cái này là hình như có 5 cái này là mình sẽ chế tạo được cái fork à, đâu nhỉ, đây đây. Cái này vứt đi này, cái này vứt đi cũng được này, cái này vứt đi này. Rồi thôi đi về, nói chung là cũng hơi mất thời gian đấy, trông thế thôi, tí hết mà là rồi. Cho thêm 60 viên đạn rồi tiếp tục một cái nhiệm vụ nữa. Chắc là mình chỉ làm được tầm 3 nhiệm vụ thôi, sau đó mình sẽ đi loot đồ thì hợp lý hơn. Đây mình sẽ mua đồ ăn thôi, các bạn chỉ có mua đồ ăn thì chẳng mua cái gì cả, đồ ăn và nước uống. Quên, đây có một khẩu súng lục. Mình sắp khát nước rồi, quên mất. Đây vào luôn, đây là nhà vệ sinh à, có nước không, có Zumba không, có giấy thôi không có nước ạ. Hình như ở đây là có một con Zumba thì phải, đây đúng không. Mày mày à bưởi, mày à bưởi. Đây có hàng không? Không có. Bẫy nhau đâu? Ai à? May gặp người ấy. Đang cần một cái nồi nấu đây mà chưa có, trong đây nó hơi tối tối. May hả bưởi, may hả bưởi, may. Ok kìa, trượt trượt trượt. Cứ 2 phát rưỡi là chết thôi. Có thể xúc mấy cái này nhé. Cái này là hình như cát vàng à? À gỗ. Cộng 3 gỗ. Ra đây, ra đây, ra đây. Hình như ạ.
chết. Tiếp tục. Thôi. Về thôi, chuẩn bị về thôi. Đang thiếu nước. Đồ ăn thì có mà không có nước. Sách. Ây da, hình như có rắn à. Có rắn nha, có rắn nha. Ây da, có con này. Có con này thì phải dùng súng bắn. Bướm với tao à. Thực ra giết con này thì mình nhảy lên được, nhưng mà nó sẽ hơi lâu. Mình đang cần thời gian. Cầm súng chạy có vẻ nhanh hơn ấy. Cầm súng chạy có vẻ nhanh hơn. Lên cầm súng. Rồi, có cái này. Cái này cũng ngon. À đây, lấy thêm một đạn nữa. Đạn lúc nào cũng là chân ái thôi. Đây, thêm một cái nhiệm vụ nữa. À, mình sẽ làm cố gắng 4 cái nhiệm vụ ở trong cái này thôi là được. Đây, cái lồi này 600 ạ. Không được. Không biết ở đây là có cái bản này nó có những con zoom mới khỏe mạnh không, mình chưa biết. Hình như bảo là có hay sao. Đấy. À, đây là một cái nhà này thì hơi hơi khoai rồi. Cái này toàn đồ điện thôi. Hai thằng ra đây. Một thằng. Ây da. Hết bố mà. Một. Hai. Ba. Bốn. Thế thôi. Ở đây là toàn đồ điện thôi. Đây, có thể về luôn. Nhưng mình sẽ cố lút thêm ít đồ. Mất một công. Có nước không? Nước đi. Ngon luôn. Có một cà phê. Quần áo gì không? Zoom ở đâu đấy? À đây. Mày hả bưởi? Đây lút lốt nha các bạn. Lút còn được sách ạ. Cái này phá ra được cái gì? Ba cuốn. Đây rồi. Chờ cho mày. Rồi. Khi mà các bạn chạy nhanh thì đập nó sẽ tăng sát thương lên khá là nhiều. Cái này cũng được nhé. Nước đi. Nước bẩn cũng được. Thôi tạ. Bây giờ là phải lên trên đúng không? Học luôn. Cái này đam 21. Ủa, không chơi cái điện. Đây rồi. Có zoom không? Đây. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Không chết ạ. Thằng kia có khi nó chạy nhanh nhé. Đấy, nó gần chết là nó sẽ chạy nhanh. Mày hả bưởi? Rồi. Từ từ đó. Đang hồi mà la. Mày hả bưởi? Mày, ai à, ai à. Sao lại bị nhé. Chạy kiểu gì. May hả bưởi. May hả bưởi. Con bé kia làm sao kia. Bị điên à. Thôi kệ. Ô ngon 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 ngon. Có cái này là nó đỡ hỏng đồ. Và nó cũng tăng đam luôn. Rồi. Ở đây là full đồ điện. Thôi thì mày à, mày hả bưởi, đập chết luôn. Mày hả bưởi, mày hả bưởi,
Rồi về thôi. Năm cái GPA kit này cũng được. Đây có một cái tia, cái này clear. Cái gì? Clear. Cách đây có 200 mét thôi. Kia có một lăn xuống, có nước đây rồi, ngon rồi, nước hết tiền đô rồi, mới có một thằng à, nó có sẽ có thằng ở dưới đây nữa. Hay là có một cái thằng kia, hay là thế mới đau, hơi hơi tiếc không bắn được select dam, hai thằng nó nằm ở trên chứ không phải nó nằm ở dưới, may hả bưởi. Ok thôi, còn một thằng nữa ở dưới thôi, có hai thằng đây. Hay à, chờ 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 hồi mà la ra đây. Một đập. Một đập. Một đập. Hay là một đập, một đập ạ. Ok, hỏng hỏng ấy à, hỏng 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 hỏng, bị nó vả cho hai phát, một đập ạ, một đập ạ, ra đây, một đập, gần chết rồi mà nó vẫn để nó vả cho. Thực ra vả này thì cũng không sao, ok luôn, xong rồi đấy, mình cần xuống xuống để loot đồ thôi. Nói chung là vẫn hoàn thành được 4 nhiệm vụ là được rồi. Ngon luôn. Đây có một cái đồ TK kit không? Rồi. Mở khóa luôn. Đi về. Đâu rồi? Chạy thật nhanh. Cái này cũng ngon, nó lại cho mình cái này nhưng mình sẽ lấy 100 viên đạn rồi. Đây có được xe đạp như các bạn, chưa cần phải làm nên 10 nhiệm vụ mà chỉ có 5 nhiệm vụ thôi. Còn cái này nó sẽ cho mình một khẩu pipa ấy ạ, ô mình nó cho mình một cái fork ạ, cái fork này cũng quan trọng nha. Cái xe đạp thì ok, cái fork này thì lại ngon hơn này. Mình chưa chế được fork, cái nhưng mà cái gì cũng ngon. Fork hay là cái xe đạp? Thôi mình sẽ chọn cái xe đạp đi. Đây, mình sẽ nhận được cái nhiệm vụ 2. Cách ở đây. Ô thế thì ngon rồi. Thế là mọi việc quá là đơn giản. 5 cái thôi, mình sẽ lấy cái xe đạp tạm thời để đi thôi. Đấy, để đi cho nó nhanh hơn. Còn cái fork này thì mình xem nào. Vì như cái fork này mình cũng phải học. Đây. Cái này phải học cái này. Cái này là mình chế được cái ấy à. Cái này là chế được fork rồi đúng không? À đây đây, chế được fork rồi. Mình chỉ cần 50 cái này. Ô thế thì đơn giản. 10 cái này à, cộng worklock. Ô nhưng mà cái này thì kiếm ở đâu ra? À đây 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 đây, crack ra, ôi thế thì đơn giản. Ok, rồi đã hiểu các bạn ạ. Bây giờ đang là 9 giờ.
Nói chung là mình sẽ chế được Ford và mình có xe đạp. Mình sẽ farm một tí ở đây. Mai sẽ đi vào. Bây giờ cứ đi chui xuống hầm thôi, xuống hố thôi. Upark này, cái này chế tạo mấy cái. Ok. Đấy, dùng bài nó vào nó còn phải tính. Mình còn xây ở đây đề phòng. Ok, mình xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất. Các bạn có đóng góp hay là thắc mắc gì có thể comment phía dưới video để mình có thể trả lời nhé. Cảm ơn các bạn.